Bình. Chào Ngô Bích Châm. Tôi biết nói tiếng Khmer nữa đó. Xin bao bao du. Good morning. Sao? Quán đề bản 9 giờ mở cửa. Vậy chứ bây giờ là mấy giờ? 9 giờ 2 phút. Xin lỗi. Vô đi. Nhanh lên, trời ơi, người ta còn đi chợ nữa. Tức ghê luôn á, tức cái gì? Bực mình quá luôn thật. Bà ngang rồi bà cãi một hồi tôi nhéo cái trái cổ của bà lắm thiệt á. Bà nói gì, cái này cần tôi làm gì có trái cổ, tôi là phụ nữ mà.